Vâng, trận đấu thứ hai trong series đấu thứ hai, AC Summer cái gì mát nhỉ, Panmark và Cung. Vâng, Cung xin chúc mừng ai đánh Cung nhá. Không kịp nhìn, không biết rằng anh Chi có đánh cung chém cái gì đấy trong trận này không. Dù sao thì cũng xin chúc mừng ai đánh Cung và xin chúc mừng ai là đánh lẻ. Chỉnh tỷ số nhỉ. Một không rồi, một không rồi. Ok. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với máy không khóc, một bài cầm Acian. Một bầy hươu có 7 con đang được em đưa về với nhà chính của mình. AC Summer đối đầu với Parmidan và Maxi. Quân là ngồi xổm cao hơn hẳn rồi. Không, cũng không hơn, không hẳn lắm, nhưng mà đây là một bàn dễ đánh dành cho hai cái viên phía team team DB. Vâng, chúng ta cùng chờ xem đây bài mà nhà một không được đẹp lắm, một cánh rừng thông ở góc 6 giờ. Đây là một bài mà game thủ nó một sẽ là người đánh chém mà thôi. Vâng, Ketamin về lớp là người chậm 2 dân. Chắc là Pan. Chắc là Pan thôi. Không chậm dân, nếu như chậm 2 dân là không 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 Parmidan chậm 2 dân thì cũng là chuyện bình thường. Màn hình máy đến từ game thủ không được khóc thì sao? Chúng ta cùng xem bài này em sẽ đánh cái gì. Parmidan và Maxi. Vâng, đây là một bài cân thôi, không đẹp hơn thật. Cũng có thể nói là cân. Lợi thế một chút dành cho cặp đôi phía Game TV nếu đánh lâu. Thì Maxi là một bài không, là một đạo quân không có bánh xe. Chính vì thế mà việc đánh lâu và kéo dài thì các game thủ phía Game TV sẽ có lợi thế hơn thôi. Cho đánh cái điểm đầu thì đúng là không lợi hơn thật. Thậm chí rằng Maxi Pan là cửa trên so với AC Summerian một chút nếu như đánh những hồi ban đầu. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi xem không được khóc sẽ đánh cái gì. AC mà đánh chém thì thực sự là hơi tù. À đúng rồi, đánh cung thì lại có Maxi, tương đối là khó nghi. Hai mươi hai trên 24, đó là tham lai tới từ game thủ không được góc ở thời điểm hiện tại. Đóng thêm một chiếc E nữa. Vâng, đây là con voi đến từ game thủ không được khóc. Voi đơn. Vâng, không phải là một đàn voi 6 con như trận đấu trước khi mà game thủ nó một tìm ra. Bây giờ đưa một bầy nông dân lên phía trên cao để ăn bãi quả. Một bài lực không vâng hơi đen cho game thủ không được khóc là không có bãi quả, nhưng mà với những hai bầy hiệu 7 này cũng là ok rồi. 26 nông dân và em đã ngừng xin dân, chúng ta cùng chờ xem. Nhưng mà kích bài này không khóc kích bài này như thế nào. Một bài mà không vâng sẽ không thể lên được sớm được. Đang đặt lô. Vâng, vẫn chưa được kích được đời. Kích đời 9 phút tròn với 26 nông dân AC. Câu con voi này về và sẽ đập một chiếc S rất đẹp để có thể ăn gỗ cũng như là ăn voi ở khu vực này. Nếu như đánh cung thì cần phải bo khu vực bo nhỏ không thể vào. Con voi đang khá ngoan đưa về với chiếc S của game thủ không được khóc. Con voi đã chết rồi, chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ 1. 10 phút 04 và anh đã đóng BB. Lượng thực lượng gỗ rồi lên là đủ. Liệu rằng thực có đủ không? Tôi nhìn thấy mới chưa được 500 thực dành cho game thủ nó 1 trong trận đấu này. Sẽ là một bài mà kích đời ở phút thứ 11. Không thể sớm được. Quả phụ là xấu và bầy hươu ăn cũng chỉ có bầy hươu đẹp thôi. Đồ ăn là tương đối xa dành cho đội trưởng của Game TV trong trận đấu thứ hai.
Tôi xin lỗi, trong trận đấu thứ 3 thì phải. Trận này giải 3 đúng không anh? Đẹp. Không nhớ, xin lỗi, nhầm. Vâng, trận đấu thứ hai, tỷ số đó là 1-0. Em lâu rồi không nhớ thôi, khổ quá, chỉ nhớ kém mà. Màn hình máy đến từ game thủ màu 8, game thủ đó 1 thôi. Con giò là công giáp đầy đủ. Vâng, Summerian là những con nông dân mà không đơn giản để cho game thủ màu 6, game thủ phê lớp có thể ăn được. Bãi quả là quá xa. Vâng, các bạn thể thấy bãi quả này nó nhai nó khó như thế nào, cỏ cây trên đá, lá trên hoa. Và viên lớp đã phát hiện ra, đóng phù không? Nâng cấp bánh xe ngay. Bo nhỏ khu vực này lại. Và vâng, nhà phù dành cho game thủ viên lớp chuẩn bài rồi. Hai L của viên lớp đã đến nơi. Nhưng xin lỗi anh, huy đen. Đây là khu vực mà game thủ nông một đã bo kín. Bo nốt khu vực này vào thì game thủ viên lớp sẽ trở nên vô hại hơn. Vâng, không kịp để có thể bảo vệ con nông dân kìa. Viên lớp đang bắt 2L đều, chúng ta cùng chờ đợi xem có đều được hay không, đều đến bao giờ. Bài đánh thẳng cung đến từ game thủ màu 7, game thủ không được khóc. Tuy nhiên thì Maxi đã hiện ra. Tham Lai vẫn đang 27/44, bo nhỏ khu vực bãi gỗ này vào. 3A bắt đều. Có thời gian thì game thủ không khóc nó có được đủ độ chín của bản thân của mình. Chứ thời điểm này khi mới vào game thì rõ ràng là cần những buổi training như thế này để cho game thủ không khóc có thể có được một cái kinh nghiệm chinh chiến nó dày dặn hơn. Vâng, màn hình máy của No1 bắt đầu đóng y để thử lại những con ngựa chén của Panda. Bàn đông quá, rồi. Có y. Và có cả nhà phù nhưng không biết là phù thành công hay chưa. Vâng, bãi vàng không hề bo bến từ game thủ No1 chạy đi ngay. Rất đông lạc đà đang quần thảo trong nhà của game thủ No1. Các bạn thấy dân Pan, là lạc đà Pan chạy nhanh hơn so với những con đơn giản có bánh xe, có y thủ và có sóc phù không. No1 đang giữ 158 vàng mà không có ý đồ sóc phù. Chúng ta đến với màn hình máy của AC rồi. No1 đã bị hơi bị thu cánh so với những thủ V lớp. Đây là 34 vâng V lớp. Như vậy là công có một kinh công có một bài châu y, thế là căng rồi. Vâng, với một bài mà Maxi châu y là tương đối khó thở cho hai game thủ đến từ Game TV. Y đã hai y vắt đều ở nhà của game thủ không được khóc. Nếu là y chiêng 3. Vâng, đã là y chiêng 3 và bới chỉ cần 4 con y này thôi. 5 con y này thôi. Rip không được khóc cũng như là No1. Trận đấu thứ 3 trong series đấu thứ 2 sẽ bắt đầu ngay sau đây. Tỷ số đang là 1-1.